Mình giao cái lô bò nay là ngày 26 tháng tháng 9 năm 2020, mình giao cái lô bò này cho chú khách này ở Hóc Môn, huyện Hóc Môn á, vô bắt về chú Lũ Béo á. Chuẩn bị lên xe. Dắt lên đẹp. Nè bỏ đây, bỏ đi. Về Hóc Môn. Hóc Môn là gần Củ Chi Giáp Ranh không? Ghê luôn. Nghe nè. Hả? Không, nó không đi được, đem từ chiếc đi đám cưới dở luôn quá. Ủa tụi em mày trời hôi bò. Cái bò này nữa nuôi chắc đi không nổi à. Thịt có 50.000 cái. Chạy hả? Đi chạy. Đi về dài đường. Nó ngồi ngoài đường bán à? Ừ, nhóc ốp bội. Đúng mà gà nuôi công nghiệp chị, nhưng mà gà mà kiểu như gà công nghiệp nhưng mà ta bỏ vườn. Đúng rồi, mà ăn cũng ngon á. Ừ, chú không phải như gà công nghiệp. Ừ. Ê nè, chú đi ngang chỗ thằng này. Dạ, mà nó ăn cái đâu. Hả?
thả vườn mà. Thả vườn. Không, gà này cũng ngon đây. Gà thả đất nhưng mà cho ăn cám á. Chứ không phải là nuôi nhốt lòng. Người ta về hấp môn hả? Không bờ về hấp môn. Để mà đi kiếm này ra ngoài cho cái lô phơi bò này cho khách hấp môn.